Hello mọi người, hôm nay thì mình lại tiếp tục xuống điểm câu huyền thoại, đó là điểm ở rừng Dương của Duyên Hải Trà Vinh. Đó. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng bộ cần, đó là cây Shimano Codeneighbor. Thì cây này có giá là 3.700.000. Mình sử dụng con máy Daiwa Leica size 3000. Daiwa Leica size 3000 này núm tay quay tròn rất là đẹp. Con máy này 4.800.000. Đó. Mình sử dụng dây BE Bulawa Asurat dây này 350. Thì cái ao này á, hôm trước á, nó có chuyện như thế này nè mọi người. Hôm trước mình đi câu, đó là mình đi câu cái ao này bình thường. Xong hôm đó mình đi chưa tới nữa, mình mới đi chuẩn bị câu thôi, là cái anh kia anh làm gãy gì đó là anh la. Em nói là cá nuôi đừng câu. Thì mình dân khác lại mà ai, nói chung cái môn câu này vậy mọi người, ai la đi thôi. Nói dạ em đi. Xong hôm nay mình đang đứng câu cái ao kế bên, thì cái chú này nè, ổng kêu qua câu ao này nè, nói thôi chú ơi con không dám câu đâu, tại vì cái mương này câu người ta la cá nuôi. Ổng nói ủa ai đâu la, mương này của tôi mà ai la chú. Là mình mới biết là hôm bữa là mình bị, nói chung là mình bị la dùm á mọi người. Ổng nói là cứ câu thoải mái đi, mương này là của tôi. Thì ok, xong mình sẽ vô mình bào. Rồi, mời mọi người theo chân mình hôm nay nha. Bộ cần này phải nói cái cảm giác mà để đánh nháy thật, thật sự rất là sướng nha mọi người. Bộ cần trên 8 triệu, cần Shimano và máy Daiwa. Và hôm nay là thật đánh bằng lưỡi câu nháy thật chống xây. Thì cái lưỡi này là nó nặng 8 gram, cộng thêm nháy thật nữa là trên 10 gram, nên là nó chìm không à. Nên là mình không có quay cận cảnh cho mọi người xem được nha. Nó kéo ngang đó. Đó, biết lắm mà. Nãy thấy quặn rồi. Nhả luôn rồi tính ơi. Thiệt là tình. Thấy nó quặn. Cắm mà cái nhánh tầm vòng á. Ừ. Cái đó mới chịu nổi. Trời ơi. Ui.
Ừ. Thấy cái gì? Mồi bóp hả? Rồi, tới số với anh này. Mục đích cái cho sạch sạch đám cá này. Mày chạy hả mày? Úi, u gô. Đứng cây luôn. Trời ơi, cá nhỏ không nội ơi. Cá nhỏ nhưng mà tại... Ủa, cá bự. Một phần nó dướng cây nữa. Ừ. Để cho nó tại anh phủ đích đó, nó cái thời gian phủ đích nó hơi lâu. Mới vừa nói không từng thấy cái bự ở đây. Ừ, cân thử hơi lâu quá, câu không có cân. Trời, bỏ thổi hả? Anh bị yếu con vía. Nếu dưới này đi phải bỏ tỏi theo. Con này chắc cỡ 800 gram. Chín trăm chín mươi gram. 995.